câu là rồi á. Thì nó dài chứ. Nhắn sau chỉ là ghi chữ là cập nhật đúng không? Cập nhật ngày 28, 29 đấy, 25, 26 là nhầm ấy, chẳng sợ bởi lẽ là nhớ chỉ có buồn bởi lẽ cháu xem nhà mọi là mổ cá rất là nhanh rồi đấy, mổ cá rồi các thứ là... Con nói to hay sao rồi?